Hiện tại thì Quân đang quản lý khoảng là 110 khách hàng. Thì trong cái lượng khách hàng của Quân á thì đa phần là khách hàng ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là trong đó Quân có khoảng là 70-80% khách hàng đang sử dụng thẻ chăm sóc sức khỏe của công ty mình. Tại đối với cái công việc của mình á thì Quân thấy thẻ chăm sóc sức khỏe của công ty mình hỗ trợ tương đối tốt cho khách hàng, từ cái việc là nếu như khách hàng sử dụng quyền lợi nội trú, công ty mình cũng có thể bảo lãnh rất nhiều bệnh viện. Ngoài ra thì thủ tục chi trả của quyền lợi ngoại trú rất là đơn giản và nhanh gọn. Đa phần với khách hàng của Quân á thì chưa bao giờ có trường hợp nào claim tiền cho quyền lợi ngoại trú mà quá 7 ngày hết. Theo Quân thì Quân có một cái ví von như thế này: tất cả các sản phẩm chính của mình á sẽ giúp khách hàng đi từ nhà tới mục đích của mình bằng cái việc đó là đi một cái đường đại lộ. Nhưng mà những cái như chăm sóc sức khỏe hay các sản phẩm bổ sung á sẽ là những con đường nhỏ để dẫn tới nơi khách hàng muốn. Thì thẻ chăm sóc sức khỏe giúp khách hàng sử dụng cái quyền lợi của mình nó tối ưu hơn, tiện lợi hơn và nó nhanh chóng. Các anh chị ơi, chăm sóc sức khỏe hay còn gọi là CHR là cái sản phẩm nó tối ưu nhất, hiệu quả nhất thời điểm hiện tại, giúp cho khách hàng claim tiền cũng như chi trả quyền lợi ngay lập tức cho các vấn đề y tế. Vậy tại sao chúng ta không đưa thật nhiều sản phẩm này tới tay khách hàng? Cùng đồng hành cùng AI các anh chị nhé.